Tôi đang có mặt ở thành phố Cần Thơ, bảo tàng. Ở đây đang chuẩn bị Tết Bính Thân 2018 với lễ hội Tết Ông Đồ, với những nét làng xưa, vẽ thư pháp Ông Đồ, tạo sức hút cho người dân Cần Thơ vào dịp Tết, có chỗ vui xuân nhớ về truyền thống dân tộc.